Chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với channel của Fish Gear. Trên tay mình đang là một chiếc tai nghe True Wireless có mức giá rẻ nhất từ trước đến nay của hãng Skype Candy, nhưng cấu hình rất là ngon. Và em nó có tên là Chip True. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và tìm hiểu về sản phẩm này xem nó có gì hay ho không nhé. Cách đóng hộp thì cũng vẫn giống như những sản phẩm gần đây của hãng Skype Candy thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy được tên và hình ảnh sản phẩm ở mặt trước và một số thông tin ở mặt sau ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy em nó ra. Đây chính là hộp sạc và củ tay, để nó sang một bên ha. Phụ kiện thì chúng ta sẽ kèm theo hai cặp tiếp silicon, một số giấy tờ của hãng và một sợi cáp micro USB. Khá là đáng tiếc khi sản phẩm của chúng ta không có hỗ trợ sạc Type-C. Rồi, tập trung vào sản phẩm Chip True. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hộp sạc trước ha. Nếu anh em biết đến dòng tai nghe True Wireless khác của hãng Skype Candy thì chắc hẳn sẽ biết đến dòng Sess và Sess Evo được bán rất là chạy. Nó có một cái hộp sạc rất là gọn gàng. Tuy nhiên nếu so với Chip True thì kích thước của chiếc hộp sạc này còn nhỏ, gọn và nhẹ hơn rất là nhiều. Nhưng nó vẫn có thể chịu đến 16 tiếng trong đây để sạc cho tai nghe anh em nhé. Nó vẫn được hoàn thiện từ nhựa và được phủ một lớp sơn nhám mịn màng. Mặt trước sẽ có một cái bóng LED để báo tình trạng pin theo số lần nhấp nháy. Mặt sau sẽ là cổng sạc micro USB. Về phần cổ tay của Chip True thì anh em sẽ nhìn thấy được nó nhỏ nhắn như thế nào, cầm trên tay mà như không cầm bởi vì nó rất là nhẹ. Thiết kế housing khá là đơn giản nhưng lại không mang đến cảm giác rẻ tiền. Mặt faceplate được làm bóng bẩy, kết hợp với nút nhấn bằng cao su có in hình đầu lâu của Skull Candy và một cái bóng LED tín hiệu. Bề mặt còn lại sẽ được làm nhám để tối ưu khả năng bám tay. Tuy thiết kế nhỏ như thế nhưng phần housing có phần hơi dài một chút nên nó sẽ lòi ra tay khá khá. Bù lại thì nó vừa nhẹ vừa bám tay nên đeo rất là thoải mái, anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Cấu hình của Chip True mới là cái đáng quan tâm. Nó được trang bị Bluetooth 5.0, mang đến khả năng kết nối rất là ổn định, hỗ trợ hai codec là SBC và AAC. Nhưng điều bất ngờ nhất là nó lại được hỗ trợ khả năng kết nối độc lập và kết nối khá là nhanh. Thứ hai là nó có thời lượng pin là 6 tiếng, kết hợp với 16 tiếng từ hộp sạc thì nó sẽ có lên đến 22 tiếng sử dụng. Với mình thì đây là một thời lượng sử dụng rất là tốt anh em nhé. Và đặc biệt là Chip True còn hỗ trợ khả năng kháng nước IPX4, giúp kéo dài tuổi thọ hơn trong môi trường ẩm thấp như Việt Nam của chúng ta. Driver được trang bị trên Chip True có kích thước là 6mm nên nó cũng sẽ mang đến một kiểu âm ấn tượng. Micro đồng thoại của nó cũng thuộc dạng khá, nghe rất là rõ ràng và trong trẻo. Ok, sau khi test với nhiều thể loại nhạc khác nhau thì mình có một số đánh giá như sau theo cảm nhận của cá nhân mình về chất âm của em Chip True này ha. Tổng thể thì nó tập trung và nhấn khá là nhiều ở dãy bass, cho nên nó sẽ mang đến một lượng bass rất là dồi dào, đánh khá là khỏe, nhưng body không quá rõ ràng, hơi kéo đuôi. Dãy mid thì hơi chìm do vì dãy bass lớn, nhưng nó lại không bị làm lùi về sau so với tổng thể. Chi tiết thì cũng ở mức chấp nhận được, có màu ấm và ngọt. Treble thì hơi tối và thiếu lượng, lên chưa thực sự tới. Đối lại thì nó sẽ không gây cảm giác mệt tai khi anh em nghe liên tục trong nhiều giờ. Chip True có lẽ được sinh ra để đáp ứng những thể loại nhạc mạnh, nhạc trẻ trung sôi động, thích hợp cho anh em yêu thích tiếng bass bùng nổ và nhiều năng lượng. Với mức giá hơn 1 triệu đồng một chút thì Chip True mang trên mình rất là nhiều ưu điểm để anh em có thể lựa chọn mua, như khả năng kết nối độc lập, thời lượng pin lên đến 22 tiếng và thiết kế gọn nhẹ, có luôn khả năng chống nước, chất âm trẻ trung và sôi động. Anh em muốn trải nghiệm sản phẩm này có thể ghé qua Fitgear Shop tại 424 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 nhé. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.